đi mang theo ngàn mùi cõi ngầm mới tổ quốc không gian sông núi thần thương mặt ngàn tình người thương quê hương điều linh đọa đầy yêu không gian dần quê đời này thước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ lòng tâm khó phải cầu thề trời biển xanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim sương mang nhiều thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng yêu không có nhìn trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiêu đi nhớ quê nhà dạ vâng, chúng tôi xin được kính chào quý vị khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý vị khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng số điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng giờ Cali, 9 giờ sáng giờ Texas, 10 giờ sáng giờ Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 14 tháng 11 năm 2020, từ phòng ghi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk để bắt đầu cho chương trình từ cánh đồng mây. Quốc Duy xin được giới thiệu cùng với quý vị khán thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh. Dạ vâng, xin được gửi lời chào đến chú Phan Đình Minh. Không biết thì sau một thời gian mà mình không làm việc thì chú có nhớ Quốc Duy hay không ạ? câu hỏi này hay anh. Chắc là anh cũng đã được nghe ba mẹ anh nói, hoặc bây giờ tôi nói là anh hỏi câu đó thì tôi trả lời với anh là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Dạ vâng. Vô duyên đối diện bất tương phùng. Nếu mà anh không hiểu thì tôi xin được phép tôi dịch ra để anh hiểu là có duyên thì nghìn dặm xa còn gặp, có duyên thì mấy tháng rồi mình cũng sẽ gặp nhau tại Đài Sài Gòn Dallas 1600 trên diễn đàn tiếng nói tự do đi toàn cầu. Không duyên trước mặt vẫn cách lòng, chắc chắn là tôi với anh không cắt khi đó cách mặt cách lòng được. Là vì không có anh qua bàn tay năm ngón của anh kéo cái cần lên thì tôi không nói được. anh biết là có duyên xa ngàn dặm vẫn gặp, từ đó ta có thể mở rộng ra là tôi với anh cũng như tất cả những người đang theo dõi chương trình này là tình cảm giữa hai con người không phụ thuộc vào khoảng cách địa lý. Nếu như con người ta yêu thương nhau thì dù có cách xa bao nhiêu chăng nữa vẫn luôn luôn hướng về nhau, vẫn luôn cảm nhận được những người thân ở bên cạnh mình. Ngược lại vốn có những người không hợp với nhau, không thích nhau. Tôi không muốn nói chi ghét đâu, mình không ghét ai cả, mình không thích thì có, thì dù có đứng ở trước mặt, thì dù có ở trên truyền hình cả ngày nhìn thấy mặt thì cũng thấy xa cách lắm. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây sẽ tâm tình với tôi về điều này, tình cảm giữa hai con người không phụ thuộc vào khoảng cách địa lý. Từ Đài Sài Gòn Dallas 1600, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa, chúng con xin gửi lời chào đến linh mục Nguyễn Hữu Giai, người cha dạy nghe được con. Alo. Nghe cái giọng của nghệ sĩ thấy là ấm áp quá, trong lúc ở Huế đến trời đang còn lạnh đây. Tôi xin chào nghệ sĩ cũng như toàn thể anh chị em điều khiển chương trình Cánh Đồng Mây cũng như chương trình của Sài Gòn Dallas và quý vị đang nghe câu chuyện giữa chúng tôi trong buổi tối thứ bảy này đối với Việt Nam là buổi tối 10 giờ đêm. Xin kính chào. Hôm qua, đêm qua con chào cha là A Di Đà Phật, con xin chào cha. tình thương của Chúa và Phật luôn luôn nối kết anh em mình. Cha vừa mới nói Huế lành, Huế Minh Chiếu ra răng ngoài cái lành thưa cha. Thế bây giờ là đang chuẩn bị
đặc biệt đón cái bão, ở Việt Nam gọi là số 13. Và hiện giờ nước mưa đang còn ào ào xuống trên đất Huế, còn gió thì đi từng luồng, còn nước đi từng luồng, chứ chưa chính thức là bão đi vào. Nhưng mà mọi sự đang chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó cơn bão này. Nhà nước thì cấm người dân lúc 12 giờ trưa đấy là thứ bảy đó, không được ra đường, chuẩn bị ở nhà để mà bảo đảm cái an ninh, vì sợ là cái sập hoặc là nhà bay này kia đó. Nên là bầu khí của Huế là bây giờ là đang còn ở trong cái cảnh bão và lụt. Đêm hôm qua, con người sửa soạn chương trình từ cánh đồng mây với linh mục Nguyễn Hữu Giải, con nói với con là con sẽ nói với cha là con mỗi tối con đều chúc tụng Chúa là Chúa Tể Càn Khôn, vì Chúa đã cho tôi chai rượu đỏ này để uống ngày mai nói chuyện với nói chuyện với linh mục Nguyễn Hữu Giải. Con không biết là cái chủ đề của con gần đây nó có được xuôi hay không, nhưng mà có cái điều vui đó là cái anh bạn làm với con, chung với con, anh Quốc Duy, anh ấy hỏi con là mấy tuần mấy tháng gì đó tôi không gặp chú có nhớ tôi không. Con với cha có lẽ cũng mới nói chuyện với nhau cũng không lâu lắm đâu, nhưng mà nhanh, thời gian mấy tháng nhanh thật. Bởi vậy và mình với nhau có cái hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Cha có thấy cái điều đó ở giữa cha với con không, có điều đó có không? Bây giờ đối với công giáo chúng ta là tháng 11 là tháng Việt Thông Cật Thánh. Cật Thánh đã sống hoàn toàn tốt đẹp bây giờ ở trên thiên đàng. Hồi Thánh đã sống theo Chúa nhưng mà chưa hoàn tất, đang ở trong luyện ngục để thăng luyện. Và Hồi Thánh đang chiến đấu là chúng ta ở trên trái đất này. Giáo lý mời gọi chúng ta trong tháng này là Việt Thông, tầm ba cái thành phần dân Chúa như vậy đó. Cho nên là chúng ta hiệp thông với các thánh, với các đặng linh hồn và mọi người trên trái đất đấy, đó là trong tinh thần đại đồng của Chúa, trong cái nhiệm thể của Chúa Giêsu Kitô, và trong cái tình người, tình con dân Việt Nam, dù ở Mỹ hoặc là ở Việt Nam, hôm nay chúng ta là truyền với nhau được như vậy, cái này đấy, thì là cái điểm quá tốt hơn thì duyên nữa. Thế cha, con xin phép con được nói theo với cha là không những mình nhớ đến tháng các đẳng linh hồn, mình nhớ đến những người đã mất, ông bà cha mẹ đối với con cũng như cha mình được ăn cơm gạo lúa của miền Nam, hạt lúa vàng. Cho con được đi Hoa Kỳ đi học, trở thành một người hữu ích cho đất nước. Mình cũng nhớ đến những người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã quá vãng. Và nói mình nói cho nó đúng cái nào, mình cũng nhớ đến những người đã vào giải phóng miền Nam, những cán binh đã chết, nhưng họ không tìm được một điều gì ở cái chế độ mới này cả. Còn con thưa mấy cha là cái này mình không so sánh nhé. Nhưng mà mình không so sánh thì mình nhìn thấy hai quả táo, quả to, quả nhỏ thì mình cũng đã có so sánh rồi. Cha nói cái chữ con nghe không biết nó có đúng không, tức là Huế và miền Trung đang chờ đón, không có chờ đón đâu, cơn bão gì đó. Nếu mà nói đến cơn bão, nói đến những nỗi đau khổ miền Trung, mùa đông thiếu áo, mùa hè thiếu ăn thì cách đây hai tuần. Con có được thưa chuyện với Hòa Thượng Thích Nguyên Lý của Chùa Từ Hiếu Sài Gòn, đưa một phái đoàn từ Sài Gòn đi ra ngoài miền Trung cứu trợ bão lụt. Và cũng cách đây nhiều ngày, con được nhiều các vị cao tăng Hòa Thượng nói với con đưa đến chương trình này để xin cứu trợ cho miền Trung. Con không thích nghe, không nghe một điều gì về bên giáo hội công giáo làm cái chuyện này cả. Có thể là con mắt của con nó thiển cận, có thể là con không nghe thấy. Ngoại trừ ra chỉ có một người can đảm nói chuyện với con, người công giáo, đó là linh mục Nguyễn Hữu Giải. Còn tất cả các linh mục khỏe khác ấy, các linh mục trẻ khác ấy, thì đều bị đóng miệng lại cả, đều bị bịt miệng lại cả. Có điều gì buồn hay không? Ví dụ so sánh như vậy có điều gì buồn hay không? Con thưa cha. Bây giờ mình nói cái chuyện bạo lụt đó này, và cái việc cứu trợ bạo lụt tại miền Trung, mấy tỉnh miền Trung, trong đó có tỉnh Quảng Trị, tỉnh Thừa Thiên Huế đó, thì tôi chứng kiến
Và cũng nói thứ hai vừa rồi đó, tôi có đi với một cái giáo sĩ luân lý ở gần đèo Hải Vân đó, đi lên trên xe xăng huyện Hương Hóa tới một cái buôn làng người sắc tộc ở gần biên giới Lào. Đi 7 giờ từ Huế mà tới địa điểm đó phải 12 giờ trưa. Và đã chia sẻ một chút qua cái đó cho người dân sắc tộc đó. Thì tôi thấy rằng trên đường đi đó có nhiều chiếc xe cũng đều là đi cứu trợ, đi chia sẻ tình thương. Rất nhiều đoàn từ trong Nam ra và đi khắp mọi nơi. Và thậm chí cái xe của chúng tôi là 3 chiếc, 2 chiếc chở đồ và 1 chiếc chở người, đi ngang qua cái làng người dân tộc đó, người sắc tộc đó, thì có mấy em mình đứng bên đường đưa tay chào giống như ngày xưa mình chào ok nữa. Rất là đẹp. Từ trước đến có cái cảnh đó. Thứ hai là thấy tự nhiên là nổ ra một cái tình thương bùng phát, mà bất cứ ở đâu, tổ chức nào, tôn giáo cũng như những người thiện nguyện, họ tự tổ chức đi với nhau âm thầm lặng lẽ, nhưng mà tới gần dân chúng và đưa món quà to nhỏ gì đó cho từng tay người dân. Đây là một cái nét độc đáo trong cái mùa mà cứu trợ này, không xuyên qua cán bộ chính quyền, dù xã thôn là huyện hay tỉnh gì hết á. Cái sự bộc phát và càng ngày nhiều cái đoàn xe to nhỏ tới đi vùng xa hơn nữa để giúp cho những người đang gặp cái hoàn cảnh bạo lực vừa rồi đó. Thì tôi thấy đây là một cái sự nở rộ, một cái nụ rộ một cách đặc biệt chưa có bao giờ. Bởi vì ngày trước đi cứu trợ phải đi qua nhà nước, bây giờ không, cho nên người ta đi rất đông và hiện giờ người ta vẫn đi. Và tôi thấy rằng dưới chế độ cộng sản độc tài toàn trị này, ấm ý một cái tình thương mà đúng lúc thì nó bùng ra trở thành một cái nền văn minh tình thương. Đây là một cái điều rất đẹp, rất tuyệt, và tôi thấy cảm động lắm. Riêng về Công giáo, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chi ra không biết bao nhiêu tỷ cho các giám mục miền Trung này, và các giám mục đã cùng nhau đi tới từ vào trong Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, tới Huế, Thừa Thiên, Quảng Trị, Quảng Bình, ra cho tới Hà Tĩnh. Các vị đi với nhau một đoàn như vậy, đương nhiên phải đi khắp được đi những nơi gần thôi, nhưng mà cũng có những nơi phải đi qua ghe, qua thuyền, phải mang áo phao, rất là cảm động. Riêng các linh mục Huế thì tất cả các linh mục ở cả cử đó hoạt động rất tích cực ngày đêm, đón nhận cái quà nào nhiều ít là chèo ghe, chèo xuồng chứ đó, đi phát liền. Và phát không phải chỉ con chim bồn đào mình, mà tôi tất cả những người dân ở trong vùng bị lũ lụt đó. Đây là một nét đẹp mà suốt cả tháng này và nhất là trong 2 tuần vừa qua đó, các linh mục rất là tốt, làm việc cả ngày cả đêm, rất bận rộn. Đến rồi có một linh mục tôi gặp đó, thưa cha, con chỉ làm lễ và đi thôi, còn ngoài ra không nói chuyện, chẳng dạy dầu lý, chẳng nói chuyện. Chị bây giờ là chị làm lễ cho giáo dân viên sống, múc lễ sức mạnh từ thần tệ và đi tới người dân. Kinh nét rất là đẹp. Thân thử liên tôn giáo bàn cũng vậy, rất là tốt. Chúng ta cảm ơn Chúa, cái tình thương của Chúa đã đi vào lòng người, ấp ủ đó không được nở ra được thì bị áp bức, bây giờ nó tự động nó nở ra thành một nền văn hóa, nền văn minh tình thương tuyệt vời. Chúng ta phải cảm ơn Chúa. Qua cái đại hòa bạo lụt này, bao nhiêu người đang đau khổ này, riêng chuyện này, nhưng mà nó nở rộ ra trong cái lòng chế độ cộng sản một cái nền văn minh tình thương của người dân, chứ chưa nói chi cán bộ cả, tôi chỉ cần nói. Con thích cho dùng 4 cái chữ văn minh tình thương lắm. Con thích cái điều đó lắm là vì lý do đêm hôm qua đó. Dĩ nhiên là chủ đích của con là con sẽ mời cha lên, có nhiều chuyện lớn để nói mà một cá nhân con không thể nói được, hay con nói người ta bảo là con xúc phạm, nhưng mà con sẽ nói có những điều có thể xúc phạm. Cha nói đến văn minh tình thương đêm hôm qua, sau khi con nói chuyện với cha xong, con nói chuyện với linh mục Đặng Hữu Nam, chắc cha biết ông cha trẻ này phải không ạ?
À, vâng, bàn cũng bàn của chúng ta cả. Còn mới nhắc máy lên cha Đặng Hữu Nam. Dạ, em chào anh Minh. Bảo ủa, sao lại biết là anh Minh? Tiếng của anh ai không biết. Cha đang đi đâu? Cha đang đi. Dạ, cha đang đi. Cánh đồng bay bao phủ. Con hỏi cha Nam là cha đang đi đâu? Ngài cười nói là em đang đi cứu trợ nạn lụt miền Trung. Đó. À, cũng tốt lành lắm, tội nghiệp lắm, bị điều về bộ tư lệnh. đang làm chính đi về trung ương. Đang làm tín sứ của giáo xứ, giáo dân thương mến vô cùng, bị điều về bắt về bộ tư lệnh. À, em đang đi cứu trợ. Con mừng lắm. Cha nói những cái điều mà em đã uẩn khúc trong lòng con. Cha nói cái điều lần trước như con mới thương với cha là con nói chuyện với thầy Nguyên Lý. Thầy nói với con qua chương trình này chi đi toàn cầu trong và ngoài nước nghe là bác có biết không tôi đến nhà thờ Công giáo, tôi nhờ họ để tôi phát quà, có hình ảnh tuyệt vời đẹp. Ngoài những cái chuyện mà cứu trợ nó ra, cha nói về nhà nước thế này, nhà nước thế kia. Một cô ca sĩ rất là nhỏ bé, xinh đẹp. Qua lời kêu gọi có khả hàng bao nhiêu trăm tỷ người ta gửi về để cho cô giúp đồng bào bão lụt cơ mà. Nhà nước không biết là họ có xin được bằng đó tiền hay không? Ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng có xin được bằng đó tiền hay không? Ông Nguyễn Xuân Phúc là người Quảng Ngãi, Quảng Trị, Quảng Nam gì đó có xin được bằng đó tiền hay không? Văn minh tình thương đấy, điều đó có đúng không mà thưa cha? Vâng. Cái điều văn minh tình thương ấy nó còn đi sâu, nó còn đi dài, nó còn đi nữa. Mình không những mình như cha vừa mới nói phần đầu, và con cũng thưa với cha là mình không nhớ những, mình nhớ những người đã chết và mình nhớ ngay cả những người còn đang sống, thưa cha. Mình không những nhớ những cái điều con không biết là con có nhiều khi con muốn quên đi những cái điều các linh mục dạy con. Tại vì bố con còn sống, bố con nói là đi đạo tin đạo, đừng tin người có đạo. Điều này có làm xúc phạm cha hay không, thưa cha giải? À, thì đương nhiên vì con người mình là con thờ, có nghĩa là con có phạm tội. Khi mỗi thờ đấy, con là thờ thì hôm nay tốt, ngày mai xấu, mà hôm nay xấu ngày mai tốt, bởi vì con người mình là trong thời kỳ chiến đấu mà, giáo hội chiến đấu ở trên gián mà. Thành thử mình cũng có cái câu đó, nhưng mà cũng thể là nhân rộng ra đâu. Không thể nhân rộng, giống như người ta nói con người đối xử với nhau như sư tử á, như trò sói á, thì đúng, cũng có những con người như vậy trong thời kỳ này, thời kỳ khác, nhưng không phải mọi người. Từ ra nước Mỹ bây giờ thì tôi chán ngán những người dân Mỹ hung lắm đó, tôi mà chết á. Người dân Mỹ hung lắm. qua cuộc bầu cử này, người dân Mỹ thức tỉnh và biết thế nào là hiến pháp Hoa Kỳ. Qua cuộc bầu cử này, người dân Mỹ biết rằng mình được ở nơi ưu ái, thượng đế ưu ái hơn tất cả những người khác trên hành tinh trái đất này, là vì được tự do bầu cử, được tự do ăn nói. Và như cha nói, rao giảng ra tạ ơn thượng đế, tạ ơn Đức Chúa Trời. Nước Hoa Kỳ này được thiên đế thương hơn tất cả những nước khác, vì chỉ có một nước Hoa Kỳ này đã nói lên là ngay cả trong đồng tiền bạc của mình đi cả thế giới là Chúa là nơi chúng tôi cậy trông. Điều đó có phải người Hoa Kỳ đã được Chúa chúc lành nhiều hơn những dân tộc khác hay không, thưa cha Nguyễn Hữu Giải? Nhưng mà bây giờ người dân của thế hệ sau 200 năm lập quốc, hơn 200 năm đó, là mang cái danh thôi, mang cái danh tôn vinh Thiên Chúa, còn cái ruột á là của ma quỷ rồi, tôi nói thật là của ma quỷ sắp tán rồi đó. Đúng cả dân Hoa Kỳ đó. Còn vì sao tôi nói như vậy? Thì vừa rồi đây á, tin tức thì rất là lung tung, người thì nói ông phải dân chủ thắng, người thì nói phải cộng hòa thắng, nói lung tung thật, không biết đâu là sự thật. Mà tôi thấy cái cảnh mà gian xảo là một, để ăn cướp bánh bốc là hai, này đập phá cửa hàng người ta, nhà cửa người ta này, thì cái đó gọi là gì, là dân chủ? Đó là hình thức của Satan. Đó là
rồi cái chủ trương kinh khủng mà chúng thể tưởng tượng được người Việt Nam mình á, người Việt Nam mình là chi chứ cái thai á là cứ mang lỡ rồi thì mang chuyện hoang thai cũng được, nhưng bao giờ diệt thai. Từ đó, từ ngày 75 vô đây là cộng sản là chủ trương là phá thai đó, nhưng mà nó chủ trương phá thai mà không bắt buộc. Còn bên Mỹ bây giờ cái đảng dân chủ trương là phá thai, rồi bầu cử tổng thống đưa chiêu bài là phá thai. Như vậy là chúng ta mở tới này trong cựu ước này, đời vua Ai Cập phá ra ông này cũng thấy là cái dân cái pri dân do thải á càng ngày càng phát triển mạnh, cho ông ta sợ, ông ta sợ quyền lực của ông là lúng ráy, cho nên ông ra lệnh giết giết con trai. Nhưng mà cuối cùng ta thấy con trai người do thải vẫn sinh ra. Vì sao? Vì có những người thấp cổ bẻ miệng nhưng mà đi thuần theo ý Chúa. Hai cái nhân vật mà ta gọi là nhà hồ sinh đó, Xích Ra là một này, Vua A là hai này, dứt khoát không làm theo ý của vua Ai Cập và cứ để cho con trai con gái của người do thải sinh ra. Và Thiên Chúa Thánh Kinh nói rõ ràng nghe, Thiên Chúa đã hài lòng và ban nhiều ơn lành cho hai bà này. Còn dân do thải càng ngày càng lớn lúc còn rất hung mạnh. Vì các bà có lòng tôn kính Thiên Chúa như vậy đó, cho nên Thiên Chúa cho các bà sinh con để nổi dòng. Đã sinh con trai con gái để nổi dòng. Và cái dân Israel đã mạnh dạn lên đến khi sinh ra Moses. Moses đã giải thoát dân Israel khỏi nô lệ Ai Cập mấy trăm năm. Chúng ta thấy đó, cái quyền lực của Pharaoh được tiêu tan hết, cái đế quốc Ai Cập tiêu tan vì đụng tới thai nhi. Nước Hoa Kỳ bây giờ đó, nhất là cái đảng dân chủ chủ trương như vậy, tôi nghĩ rằng xây dựng cái lực lượng của mình, cái quyền lực của mình, cái cơ đồ của mình chế sản chết người ta không á thì đã là tội ác rồi. Nóng đựng vừa hố ngô xác chết của các thai nhi đang còn nằm trong bụng mẹ thì thôi, không cách nào mà qua khỏi bàn tay trừng phạt của Thiên Chúa. Dù Thiên Chúa rất nhân từ và dòng thương xót, nhưng mà cái tội ác đó đã đi theo cha ta thì nước Mỹ chuẩn bị để đau khổ. Tôi nói như vậy đó. Thì cha rước đề tài cho con được thưa chuyện với cha. Con nói cách đây một đôi ba phút là một mình tiếng nói của con không đủ trí tuệ để nói. Một mình tiếng nói của cá nhân con là giáo dân Phan Đình Minh có thể xúc phạm, nhưng mà sẽ xúc phạm. Mình nhớ đến những người còn sống. Những người còn sống con vẫn nói trên chương trình này là những người toàn là những người khách ở trong nước cả. Con không nói chuyện với một người khách nào ở ngoài Hoa Kỳ này, ở ngoài đất nước Hoa Kỳ này hay là ngoài nước Việt Nam cả. Có những người đã xẻ dọc Trường Sơn cho những người họ ngồi ở cầm quyền bây giờ và phải đi tù. Không được cái gì cả để đi tù, phải đi tù. Vì nói đến sự thật là tự do, nhân quyền, đó độc lập, không có. Ở bên Hoa Kỳ này, những người chiến sĩ quân lực Hoa Kỳ hy sinh cho những người như con. Hy sinh cho những người đang theo dõi chương trình từ cánh đồng mây này tại Hoa Kỳ, được tự do ngồi nói. Nhưng khi chết đi về Hoa Kỳ, không được một người lãnh đạo nào quỳ gối cả. Ê, thế mà nó khốn nạn, nó quỳ gối trước một thằng ăn cướp. Điều con sẽ nói, con để cha giải thích với con. Con thưa với cha, bố con nói đi đạo tin đạo, đừng tin người có đạo, ngay cả đừng tin ông Giáo Hoàng nữa. Cách đây, không biết tin này có phải có thật hay không, nhưng mà không ai cải chính cả, mà cả trên toàn cầu này nói, cả người trong nước gửi cho con, viết cho con là Ủy ban bầu cử Mỹ chưa tuyên bố. Điều đó là điều sự thật. Chưa có một cơ quan chính quyền nào tại Hoa Kỳ này, tối cao pháp viện hay bất cứ một cơ quan nào tuyên bố ai thắng cử, ai thất cử cả. Ủy ban bầu cử Mỹ chưa tuyên bố mà Giáo Hoàng đã điện chúc mừng cho Joe Biden. Tất cả những điều cha vừa mới nói phá thai, tất cả những điều cha vừa mới nói, con nói đồng tình luyến ái. Ông Giáo Hoàng ông nói với cái chuyện ông ấy sụp phọt, ông ấy nâng đỡ cái đám đồng tình luyến ái.
Và hôm qua, chính hôm qua, tất cả truyền thông truyền hình Mỹ này nói ông giáo hoàng đã gọi điện thoại chúc mừng cho Biden. Thế này là thế nào? Tất cả những điều tra vừa mới nói mà một ông giáo hoàng, lãnh đạo giáo hội Công giáo làm như vậy, thế này là thế nào? Vâng, bây giờ mình phải phân biệt. Mình phải sống theo lời Chúa dạy, theo mặc khải của Chúa. Điều răn thứ 5 nói rất rõ, chớ giết người. Vô ngô là giết thai nhi. Cho nên đụng tới con người là ơn của Chúa ban cho nhân loại đó là tội ác. Chắc chắn đó rồi, giáo lý rõ ràng, mặc khải rõ ràng. Còn tối đấy cũng như có ít ngồi dưới đại diện là nhìn lên thấy một khoảng trời, khung trời hẹp thôi. Còn Đức Chúa Hoàng ngày bao trùm cả thế giới và xung quanh ngài là cả một ôi chao là biết bao nhiêu là cố vấn trong giáo triều mà ngài điền ngài chúc mừng. Nhưng mà có lẽ ngài chúc mừng này là để ngài dành cho cái ông này biết rằng này, chớ tôn trọng các thai nhi, tôn trọng những điều Chúa dạy. Vì ông ấy xưng ông ấy Công giáo á, thì có lẽ đấy là cái cơ hội Đức Chúa Hoàng gọi gấp để dành cho ông á. Nếu mà ông đắc cử nghe, nhớ nghe, đừng có đụng tới thai nhi, bởi vì đụng thai nhi á là hết người của đạo rồi đó. Thì tôi ngồi dưới đại diện tôi nói như vậy thôi. Tôi không dám nói chứ thêm. Cha vừa mới nói, con nói, cha nói có thể người này ở bên phía này thì tốt, ở bên phía kia thì không tốt. Cái cam trầm ở Việt Nam nó chua, đưa sang Mỹ này nó ngọt. Cha trong nước cha cũng còn biết nữa là ông Biden và đảng Dân Chủ như vậy. Cha ở trong nước cha cũng còn biết, người dân ở Việt Nam và trong nước người ta còn biết là chưa có một cơ quan chính quyền nào của Hoa Kỳ tuyên bố ai thắng cử, ai thất cử. Mà làm sao ông giáo hoàng có dám nói với ông Biden như vậy hay không? Không có đâu. Đúng rồi. Không có đâu. Tại sao con chỉ nói, con không nói chuyện với những người lãnh đạo khác ở trên thế giới, cái chuyện nói chuyện không phải là chuyện chính trị. Con nói chuyện với cha là vì con là người Công giáo. Cha là người Công giáo mà con cảm thấy ấm ức trong lòng lắm. Cái người rất là giỏi ở trong nước, nhà báo rất 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 là nổi tiếng ở trong nước viết cho con hỏi con như vậy. Con theo như cha con phải trả lời họ làm sao? Vâng, vì bây giờ là kẻ ta đi với lại nói lúc nãy á, về cuộc bầu cử này ở bên Việt Nam mình á, nghe nhiều đài, nhiều cái vừa YouTube. Mà sao hoàn toàn ngược nhau đến đội chúng tôi điên lâu luôn, đúng được cái tiếng nào thật, biết nào giả cả. Thành nên ngay cái câu nói các đài với nào Hoa Kỳ nói á, chúng tôi cũng biết có thật hay không. Nhưng mà tôi giả thiệt rằng Đức Chúa Hoàng còn nói là để căn dặn cho ông ấy á, là nhớ nghe, đừng đụng tới á, sự sống á, nói rồi đó. Thì tôi chỉ nói qua cái nhìn thô thiện vậy thôi, còn không biết đặc biệt. Cao siêu tên là tiếng hiệu. Cao siêu. Con thưa với cha như thế này này. Cái suy nghĩ của cha với của con nó practical, nó thực tế lắm. Mình theo chân Chúa, mình theo những cái điều mình dạy đúng. Giáo hội dạy như thế nào, cha vừa mới nói rồi. Tại sao một vị lãnh đạo của một tôn giáo 1 tỷ 2 người này đi chúc mừng cho một tên quỳ gối, người ta bảo Việt Nam mình nói là cái gì cha? Tiền là quý, quỳ là tiến. Tiền là quý, quỳ là tiến. Chưa biết ai sẽ làm tổng thống, cái chuyện đó chuyện phai. Đối với Hoa Kỳ chúng con ấy, con hơn một lần con nói là ông có giỏi lắm ấy, chúng tôi cũng chỉ ở được với ông 8 năm thôi, ông cũng chỉ ở với chúng tôi được 8 năm thôi. Ông có dở lắm, chúng tôi cũng phải chịu ông 4 năm thôi. Tại sao Đức Giáo Hoàng, tại sao cha nói có ban thâm mưu, có này kia? Tại sao không chờ tối cao pháp viện Hoa Kỳ, các cơ quan lập pháp hành pháp Hoa Kỳ tuyên bố Biden thắng, tuyên bố Trump thắng, lúc đó mình có chúc mừng, có chế không cha? Có vội, có chế không? Vâng. Con không biết là con đặt cha vào cái thế khó nói không? Không phải khó nói, nhưng mà mình hiểu, mình là như nói lúc nãy tôi ngồi với con ít đại diện, nhìn lấy thấy một khung trời thôi. Không thấy cái báo quá tổng quát như thế nào cả. Mình nói ngang cái tâm cờ của mình, ngang cái miền diễn thôi. Còn nói thêm nữa thì nó chính xác, bởi vì phải có cái sự hiểu biết khách quan.
à, phải xây dựng được cái nền tảng của đoàn kết của Việt nhất. Trước khi cha quỳ xuống, úp mặt xuống cách đây mấy chục năm như cha nói với con làm linh mục, sau khi cha đứng lên con mới có con mới chào cha giải được chứ. Vâng, vâng. À, đó. À. Xin các thánh trên trời phù hộ để cho mình đứng dậy cho được, để mà làm linh mục nâng cao đâu mà rao giảng tin mừng. Không quỳ lùi chứ được thể quyền hết á, nhất là bào quyền. Mình phải dựng cao đầu lên để rao giảng cái sự thật của Chúa. Con mừng là cha đang rao giảng tin mừng của Chúa cho những người, ngay cả những người Việt Nam, bỏ cộng sản, bỏ đến Hoa Kỳ này mới bây giờ để phản lại những cái người đã giúp chính mình. Cha rao giảng tin mừng đối với những người cổ võ phá thai, moi đứa hài nhi trong bụng một người đàn bà. 5, 6, 7 tháng tuổi vẫn moi ra, vẫn giết. Cái điều đó có phải là, như cha nói, con không nhớ cái tích cha nói ông Pharaoh, nhưng mà ngày xưa, ông chú ông đốt thành thành Sodom phải không, thưa cha? À, Sodom và Gomorrah là câu chuyện khác, câu chuyện là đồng tính, tại vì chuyện này cũng là một cái tuệ toại của con người đấy. Nam lấy nam, nữ lấy nữ. Nam không lấy nữ, nữ không lấy nam, mà nam lấy nam. Đó là sự kiện được xảy ra ở tại Sodom và Gomorrah. Và Chúa đã cảnh báo cho dân này, nhưng mà dân này nó không nghe, nó vẫn làm tiếp. Cho nên là lửa trên trời rớt xuống và bốc cháy hết cả hai cái thành này. Và trong thánh kinh ghi lại rõ ràng, nơi ông Lót, có cái ông Lót nghe là cái người tốt lành, và Chúa nói phải đi ra khỏi thành gấp, và Chúa sẽ thiêu hủy cả cái thành này. Thì cái đó rõ ràng thì Chúa cũng chấp nhận. À, và theo chủ thương, người Việt Nam mình cũng không, cả cái sắc tộc ở trên núi rừng không có ai dạy dỗ chi, nhưng mà họ vẫn giữ cái lương tâm Chúa soi sáng cho họ. Nam về nữ, nữ về nam, chúng có cái nam về nam và nữ về nữ. Mà thế giới hôm nay á, cái tâm của họ, cái trí của họ thì phát triển, thì cơ thể của họ thì năng động, kỹ thuật cao, nhưng mà cái tâm của họ là cái nơi mà Chúa ngự để mà nói tiếng của Chúa, gần tiếng lương tâm đó, họ lại bỏ đi. Có nghĩa là họ có tài mà họ không có đức. À, họ từ cho mình thông minh và ra cái quyết định cho mình lường giả lại cái đời sống hôn nhân gia đình, và họ cho họ trở thành là tự chủ, nghĩa là có quyền phân định ai là nam ai là nữ, và ai có quyền trở thành gia đình nam nữ hoặc là nam nam nữ nữ. À, như vậy họ trước quyền của Chúa. Và như vậy thì sao? Thì họ sẽ, nếu cả thế giới này cho một nửa đi theo con đường đó, thì chỉ ít năm thôi, thế giới này chỉ còn một, em không được một nửa dân số nữa, và bình hoàn nó sẽ phát tán ra khắp thế giới hơn Covid-19 bây giờ nữa. Đó, cái đó giống như SIDA xảy ra đó. SIDA một thời là bùng nổ lắm, là cũng vì đi sai con đường của Chúa. Thì bây giờ ai chủ trương như vậy thì cũng chuẩn bị để hủy diệt nhân loại. Sai đường của Chúa lắm được. Chúa, chính Chúa Giê-xu đã nói, hay là đường là sự thật và là sự sống đó. Mình đi ngược với Chúa Giê-xu làm sao mà sống được. Con sẽ bơn cái buổi nói chuyện ngày hôm nay giữa cha với con, một linh mục và một giáo dân, con sẽ bơn, con gửi về Roma cho người nào đó nghe, cho bộ chỉ huy nào đó nghe những cái điều cha đang tâm tình như vậy. Người ta bảo, con đang nói thưa với cha như vậy, người ta bảo là không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời đâu. Cha với con học, mình đều biết là có bao nhiêu đế quốc, bây giờ còn đế quốc nào không cha? Quốc thái xuyên châu thuộc mật đạo Công giáo hồi thành 2000 năm vẫn tiếp tục.
có sóng gió, đương nhiên ngay sóng gió trong cái đỉnh cao nữa, thì chúng ta thấy trong lịch sử giáo hội có nhiều lúc mà Đức Giáo Hoàng đến ba Đức Giáo Hoàng á, lộn xộn như vậy, nhưng rồi cuối cùng có một vị thánh nữ xuất hiện và chỉ cho ai giáo hoàng nào về lại Roma để trở thành giáo hoàng duy nhất. Giáo hội có những cái lúc nó đen tối lắm, nhưng mà Chúa Thánh Thần thi hành cái nhiệm vụ mà chính Chúa Jesus nói trên tảng đá này thì xây hội thánh của thầy, mà Satan không có thể dùng quyền lực mà lung lay được. Đương nhiên có những thời kỳ đen tối và chỉ có những thời kỳ bùng nổ sáng ra, giống như con người chúng ta cũng vậy. Có những lúc cái ơn thánh của Chúa hoạt động chúng ta mạnh mẽ lắm, và có những lúc chúng ta để cho cái sự ác sự dữ và xâm phạm vào với chúng ta và làm cho chúng ta không sống đúng, không sống đúng về ơn của Chúa. Nhưng rồi Chúa lại thương cho cái ơn hoàn cải để chúng ta vươn lên để trở thành thánh. Nói như cha vậy, con xin phép con được hỏi cha là giáo hội Công giáo có phải đang ở trong thời kỳ đen tối hay không? Giáo hội thực sự hiện giờ rất là đen tối. Bằng chứng này, cái hội đồng giám mục đức thông minh sáng lạng vô cùng đó nghe. Bây giờ họ họp, vì họ họp một cái công nghị và họ không đi đúng đường lối của tòa thánh. Tòa thánh có đề nghị cho họ phải sửa lại một vài điều, họ không chịu và họ bỏ phiếu đa số tán thành. Họ tiến hành sang năm họ có kết luận, và nếu họ kết luận và họ nói chúng lục rồi, nếu kết luận thì có giá trị, và như vậy có thể giáo hội Đức sẽ tách ra khỏi giáo hội Công giáo toàn cầu, họ trở thành một cái lạc giáo khác giống như Tin Lành được. Nó cũng phải đến tối, cũng quá đến tối chứ. Cả một hội đồng giám mục đức như vậy đó. Trong đó có giáo dân, mà người dân Đức ấy, thì họ không dính sáng lãng bởi vì họ học cao lắm, biết học thân học đầy mình đi. Nhưng mà không biết vì sao mà quỷ là dùng cái sự học thức của các quỷ này mà kéo tách ra khỏi giáo hội. Và Đức Giáo Hoàng cũng có gửi thứ để đề nghị, nhưng mà các quỷ bên kia họ nói không, họ làm việc của họ thôi. Đó không phải đến tối à, quá đến tối đi nữa. Cha theo dõi giáo hội Hoa Kỳ này cách đây mấy tháng thôi. Có một vị hồng y con quên mất tên rồi, mà cũng chẳng nhớ những cái tên tội lỗi đó làm cái gì mà đồng ý nổi tiếng tại Hoa Kỳ này. Có rất nhiều thế lực với giáo hoàng bên La Mã. Đưa tặng rất nhiều tiền cho bên giáo hoàng bên La Mã. Bị bắt vì tội đồng tình luyến ái, bị bắt vì tội ngủ với những thầy tu ở trong nhà dòng, bị bắt về những cái chuyện mà có ngủ với những người đàn bà, một vị hồng y nổi tiếng của Hoa Kỳ này. Con không nói những cái điều không có đâu. Không, bây giờ trên sách báo, trên truyền thông mà nói rất nhiều. Và chúng ta thấy điều đó cũng là bình thường, là vì sao? Vì Chúa Giê-xu nói rồi. Mà không nghe lời Chúa Giê-xu thì vậy, tha ngã thôi. Ma quỷ này chỉ chiến thắng bằng ăn chay và cầu nguyện. Hai phương pháp. Phải ăn chay cầu nguyện để thắng con quỷ này được. Điểm thứ hai, một khi trục xuất quỷ rồi đó, chúng tôi vừa mang tha thứ và đem sự bình an vô lương tâm rồi á, thì phải cẩn thận, ai đứng vững có chừng mà sai ngả. Lời Chúa đã căn dặn như vậy, con quỷ nó đi ra, nó về lại, nó thấy tán hoang đẹp quá, nó không vô được, nó kêu một bầy quỷ về, nó kiếm, nó làm cho cái đền thờ đó trở nên tệ hại hơn lần trước rồi. Thì chúng ta nó còn chiến đấu mà. Sơ xuất và người ta là quỷ đóng việc nghỉ trưa, người Việt Nam nên là hay nghỉ trưa đã rồi làm việc buổi chiều, còn quỷ nó nghỉ trưa, cho nên phải cẩn thận chứ, thành công nhiều lắm, dễ sơ lắm, nên phải chặt kỹ lời của Chúa, phải lấy lời Chúa đó để mà soi dẫn mình. Và theo cái truyền thống đó, đây là mình nói truyền thống đó, là bên tối được cái ngủ. Đọc kinh anh ăn tội và kinh phụ dân để thấy mình có điều gì đó thì xin Chúa cho ngày mai làm tốt hơn như vậy đó. Đó là một cái tu đức rất là đơn sơ, nhưng mà giúp cho người có đạo ở trong tàng thái là tỉnh thức. Quỳ thánh nghỉ trưa chứ, nghỉ trưa cho mình đỡ rồi.
cách đây mấy tháng qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây này con được thưa chuyện với cha về trước ngày bầu cử. Có lần cha phát biểu không biết cha có nhớ không, nhưng mà con còn đang giữ ở trên cái file, cái hồ sơ nó nằm trên đài đây này. Cha có nói là người nào bỏ phiếu cho Biden đi xưng tội không được tha tội đâu nha. Còn giữ cái câu đó không? Đúng, bởi vì sao mình biết ông có chủ trương dùng cái hệ thống là phá thai, mà mình bỏ cho ông nghĩa là mình đồng tình công tác về việc phá thai. Thì trong giáo luật dạy rằng ai công tác vào việc phá thai người đó bị giết tại không công, có nghĩa là sao? Là giải tội chưa được thì có cái phá. Một bác sĩ phá thai, một cái bà phá thai, một cái cô y tá dụng cụ để phá thai, rồi một cái người chờ xe tới đến phòng phá thai, đó tất cả những người đó là công tác vào việc giết hại một thai nhi đều là có tội hết, mà có phá nữa. Vậy thì ông đã chủ trương phá thai mà mình bỏ phiếu cho ông á, thì gặp cái cái dài là có cái phá thôi đó. Mà làm sao có phá là mình cho dài mà dài tội được, để được phải xin Đức Giám Mục chứ. Điều cha nói thế cha... Cha nói đi, con xin lỗi cha. Nghe theo người ta là phải giám mục có cái quyền tha tội tham vào cái phá thai. Con, nhiều khi cái đức tin của con nó rối cha. Nhưng mà nói chuyện với Nguyễn Hữu Giải thì không có rối đâu. Không rối đức tin đâu. Nhìn ra bên ngoài thì rối đấy. Mà cha mới nói mà con cũng nghĩ như vậy. Giáo hội trong thời kỳ đen tối nhất bây giờ cũng có thể, không biết. Nhưng mà... Một người cầm đầu cả thế giới tự do, cầm đầu cả thế giới về quyền lực, dám nói xin đưa quyền phúc âm với nói là tôi chỉ quỳ trước mặt đấng tối cao thôi. Vâng. Donald Trump là người dám nói câu đó. Vâng, vì vậy mà chúng tôi bên này là ủng hộ ông Trump đó. Vì ông luôn luôn là tiên sinh đức tin, và ông có nói rằng một cái sự sống là một cái hồng ân của chùa ba là linh thiêng, ông tuyên xưng được tin vào hai cái chuyện đó, thì tôi thấy là đủ rồi. Còn có những cái chuyện xấu của ông thì thôi, cái đó là cái sau, còn cái chính yếu là tiên. Cha nghe được con không cha? Nghe rõ lắm. Nghe rõ rồi. Bây giờ thế này, chúng ta vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, tâm tình được rất nhiều điều. Hai người con Chúa nói chuyện với nhau thương mến, xa mặt nhưng không xa lòng. Cha nói một đôi lời trước khi chúng ta phải chấm dứt, thưa linh mục Nguyễn Hữu Giải. Vâng, hôm nay thì chúng tôi rất lấy làm sung sướng gặp mình nhau, và qua cái cảnh đồng mấy chúng tôi cũng nói lên những cái sạc tin của chúng tôi về một vài vấn đề thời sự đó, trong đó có dính dáng về vấn đề giáo lý công giáo. Đây là một dịp rất tốt, chúng tôi tạ ơn Chúa cho chúng tôi có cơ hội để chia sẻ những cái tâm tình này cho quý vị nghe đài. Và chúng tôi cũng xin Thiên Chúa giao lòng thương xót ban cho quý vị những ơn cần thiết, phần hồn phần xác, ơn bình an và ơn được can đảm đi theo con đường của Chúa để được hạnh phúc. Và chúng ta biết là hạnh phúc đời này là tạm gợi thôi, bởi vì trăm năm rồi cũng phải ra đi tại đất đây để về vĩnh cửu ở với Thiên Chúa hạnh phúc mãi mãi. Xin thật lòng cảm ơn, xin kính chào. Dạ thưa cha, ông nói giải cha và con không sợ chết. Cha và con không vội chết, tại vì chúng ta còn quá nhiều điều để làm. Thưa cha, những con người đẹp nhất là những con người từng bị đánh bại, từng đau khổ, từng đấu tranh, từng mất mát và đã tìm được đường ra khỏi vực sâu. Những người này có lòng cảm kích, sự nhạy cảm và thấu hiểu đối với cuộc đời. Cuộc đời đã làm cho họ tràn đầy sự thông cảm, sự dịu dàng và sự quan tâm đến những người khác. Còn muốn nhắc đến ông Donald Trump, người đẹp không tự nhiên mà có được, trôi luyện và tin tưởng vào Đức Chúa Trời. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng con cảm ơn linh mục Hữu Hiệu Nguyễn Hữu Giải. Chủ đề hôm nay hơi khó khăn đối với cha đấy, khó nói đấy, nhưng mà Chúa Thánh Thần đã soi sáng cho cha nói với con, soi sáng cho tất cả những người công giáo theo dõi chương trình này biết thế nào là quyền lực của một con người. Giàu có đến chức giáo hoàng trong nước cũng chỉ là một con người. Chúng ta sẽ gặp lại trong những chương trình kỳ tới. Chúng tôi không quên cảm ơn anh Huy Trần, đài Sài Gòn, Dallas 1600, đài anh Quốc Duy.
và tất cả quý vị đã theo dõi chương trình này, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, anh Tâm An và nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy. Nếu nhắc đến nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy, chúng tôi xin được gửi lời chia buồn đến gia đình người quá cố. Nhạc sĩ Lê Dinh đã mất ra ngày 9 tháng 11 năm 2020 tại Canada, là một thành viên của chương trình Từ Cánh Đồng Mây này qua nhiều năm. Xin ông chóng được về hưởng cõi an lành. Chúng tôi không quên cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình này, và cho đến ngày tới, xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt Linh Mục Nguyễn Hữu Giải. Xin chào tạm biệt quý vị. Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt cho Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Linh Mục Nguyễn Hữu Giải. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Xin chúc quý vị khán thính giả có một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng với quý vị khán thính giả trong chương trình kỳ tới.
yêu không khó, mừng trời thân yêu anh bay xa mãi, từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà. Anh ra đi chưa quên vòng trời, anh ra đi mang theo tình người. Phút đường mới hồi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy, khắp ngàn phương với những chim xưa sẽ bay về dừng lại mùa vui, sẽ bay về dừng lại mùa vui, sẽ bay về.